Oanh kính chào quý khán giả của Đài Net VTV. Mời quý vị cùng đến với chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp. Và người mà chúng tôi mời đến để chia sẻ trong chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp không ai khác chính là nhà sĩ Houston Hiếu Nguyễn, đến từ phòng Majestic Dental Studio, là một phòng mạch mà Ngọc Oanh tin chắc là quý vị sẽ rất là happy nếu quý vị có thời gian ghé ngang qua để thăm văn phòng. Thứ nhất rằng là Ngọc Oanh thấy văn phòng rất là khang trang, rất là đẹp và trang thiết bị rất là tối tân. Và một điều quan trọng nhất mà Ngọc Oanh muốn nói đến quý vị là nơi đó có một người nha sĩ rất là tài và có một cái kỹ năng để giúp cho chúng ta biết chúng ta có bị bệnh nướu răng hay không, và giúp cho chúng ta phòng chống cũng như ngăn ngừa các cái bệnh có liên quan về răng. Và nếu quý vị là một trong những người khi đi khám nha sĩ mà nha sĩ phán một câu là quý vị bị bệnh nướu răng rồi thì thật sự là chúng ta rất là buồn, phải không thưa quý vị? Và quý vị đừng có buồn và cũng đừng có quá lo lắng, bởi vì quý vị là một trong 65 triệu người đang bệnh mắc cái căn bệnh này thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì nha sĩ Hiếu sẽ gửi đến cho tất cả quý vị thông tin về căn bệnh nướu răng. Trước hết xin kính chào chị Ngọc Oanh và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Hàm răng khỏe, nụ cười đẹp do văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio thực hiện. Thì hôm nay thì Hiếu sẽ gửi đến quý vị một cái đề tài mà Hiếu nghĩ rằng là rất là nhiều quý vị biết và cũng nghe đến rất là nhiều, đó là bệnh nướu nha quý vị nha. Cái bệnh nướu là một cái bệnh rất là thông thường mà nó cũng có thể nói là cái bệnh rất là mãn tính. Có nghĩa rằng là có rất là nhiều quý vị bị bệnh nướu mà quý vị không biết. Đó là một cái điều nguy hiểm. Có thể là quý vị thấy là ô cái nướu của mình nó hơi bị chảy máu tí xíu, ô cái răng mình nó hơi đau đau một chút xíu, ô cái nướu của mình hơi tuột tí xíu cũng không sao, miễn mà nó không có làm cho mình khó chịu, nó không có làm phiền mình, không nó không có ngăn cản mình đi làm việc này nọ đó thì mình ok. Và thưa quý vị, đó là một cái điều mà quý vị nên cẩn thận. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì bệnh nướu đó là một cái bệnh rất là thông thường, mà thường á, mà cái dấu hiệu mà thường mà quý vị thường thấy đó, khi mà quý vị mắc phải bệnh nướu đó là quý vị sẽ thấy là quý vị bị chảy máu nè. Mà chảy máu không đó, bởi vì khi mà quý vị đến văn phòng nha sĩ thì họ mới có thể cho quý vị biết rằng là cái mức độ trầm trọng nó nằm ở đâu. Chứ nếu mà trường hợp mình chỉ thấy rằng là mình bị bệnh nướu thôi đó thì quý vị có thể chỉ bị viêm nướu thôi. Viêm nướu nó là một cái giai đoạn rất là early, là cái giai đoạn đầu tiên mà quý vị có thể vướng phải bệnh nướu. Nhưng mà khi mà họ gọi chung chung họ gọi là bệnh nướu, nhưng mà khi mà quý vị bị bệnh nướu thì quý vị sẽ biết ngay thôi, là bởi vì khi quý vị đánh răng đó, quý vị sẽ bị chảy máu nè, quý vị floss quý vị cũng bị chảy máu. Và khi quý vị thỉnh thoảng quý vị cứ cảm thấy rằng là giống như nó có một cái mùi hôi. Và thưa quý vị, không phải là mình tưởng tượng đâu, mà thật sự nó là như vậy. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì khi mà quý vị bị bệnh nướu đó thì thường á, chung quanh cái chỗ đó của quý vị đó giống như nó bị necrotic, tức là giống như nó bị chết đi cái không những là vi trùng, mà đồng thời cái những cái tế bào chung quanh nó cũng bị hủy hoại đi, mà cái thời gian dài đó quý vị bắt đầu sẽ bị mất xương, tiêu xương. Thành ra đôi khi đó quý vị không có biết được cái điều đó, mà quý vị cứ nghĩ rằng là mình chỉ bị chảy máu sơ sơ bên ngoài thôi, thành ra nó không có quan trọng lắm. Nhất là có rất là nhiều quý vị có bảo hiểm chứ không phải là không có bảo hiểm, mà quý vị cảm thấy rằng là nó không phải là một cái gì đó quá quan tâm nhiều, thành ra mình không cần phải đi xem xét gì hết. Cái răng nó đâu có bị đau đâu, yes, nó hơi bị chảy máu tí xíu, nó cũng không có cái gì là quan trọng hết. Quý vị, nếu mà quý vị có được một cái hàm răng đẹp và quý vị có được một cái nụ cười thật là tươi thì quý vị nên chăm sóc của hàm răng mình. Nếu quý vị bất cứ lúc nào mà quý vị thấy rằng là hàm răng của mình có dấu hiệu bị chảy máu khi mình floss, hoặc là khi đánh răng mình cũng bị chảy máu, hoặc là mình cứ bị có mùi hôi, mà khi thỉnh thoảng mình cảm thấy nó ngứa ngứa, đó là một cái từ mà Hiếu nghĩ rằng là có rất là nhiều bệnh nhân khi mà đến tới văn phòng họ cứ nói rằng là sao cái nướu nó cứ ngứa ngứa. Thật sự nó không phải là nó ngứa quý vị ơi, mà quý vị đang bị nhiễm trùng trong cái khu vực đó, thành ra nó làm cho quý vị khó chịu. Mặc dù nó không phải là nó bị nhức, bởi vì khi mà bệnh nhân vô nói sao cái chỗ này nó khó chịu quá, Hiếu phải nói rằng là nó bị đau hay là nó bị nhức, là bởi vì nếu mà nó không phải nó bị nhức á, là có nghĩa là có thể là nó chỉ bị nướu thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là mình phải chụp hình x-ray này nọ thì mình mới biết được. Dạ vâng. Vậy thì nguyên nhân nào gây ra bệnh nướu răng thưa nha sĩ? Dạ thưa chị, bệnh nướu răng đó là một cái bệnh giống như Hiếu có nói là nó rất là thông thường, mà nó cũng rất là phổ biến, là một trong những căn bệnh mà Hiếu nghĩ rằng là nó một trong căn bệnh mà trong top 10, tức là đứng đầu 10 căn bệnh, giống như là bệnh sâu răng. Bệnh sâu răng là một trong những cái căn bệnh thường thấy nhất. Nó là một cái căn bệnh đó quý vị. Là bởi vì tại sao khi quý vị bị bệnh nướu ha, quý vị bị bệnh sâu răng ha, khi mà quý vị hung con em quý vị, nhất là qua môi quý vị nha, là con em quý vị sẽ có cơ nguy là sẽ bị bệnh nướu.
mặc dù là con em quý vị còn rất là còn nhỏ. Đó là một cái điều rất là quan trọng cho những bà mẹ nào có con đang kiểu giống như còn đang mọc răng. Mà nhiều khi giống như bên đây mà quý vị, con cái nó thích hôn trên môi của mình, mà đôi khi bên Việt Nam, nhất là không tưởng tượng tới nữa, Việt Nam mình nó hả, nhiều khi cha mẹ nhai nhai rồi đút cho con, đúng không chị? Ghê quá. Dạ, thường bây giờ là đi, ngày xưa thì thôi chắc cũng đã trải qua rồi, nhưng mà mình cũng đã tuổi này rồi thì giống như quý vị biết, còn nhỏ thì không biết gì hết, nhưng mà tưởng tượng lại thấy sợ quá. Sợ thiệt đấy chứ. Dạ phải không chị? Dạ. Mà anh nghĩ là tại sao hồi xưa mà ông bà mình tại sao lại có thể làm như vậy rồi. Dạ. Chẳng hạn những cái trường hợp giống như là hút con bị xấu mũi đó, thay vì bây giờ quá. Bên này có cái dụng cụ để mình bơm, lấy mình bơm ra. Hút ra, còn này dùng mũi, dùng miệng, hút cái gì ra. Cũng dùng miệng hết, thật là kinh khủng quá. Những cái dụng cụ này không tốn tiền. Đây Hiếu nghĩ rằng là đây là một cái những cái đề tài mà Hiếu nghĩ rằng là có thể gửi tới quý vị những cái thông tin rất là hữu ích để mà quý vị có thể ngăn ngừa được. Là bởi vì quý vị ơi, cái bệnh nú này rất là dễ ngăn ngừa nhưng mà cũng rất là dễ bị mắc phải. Mà nếu mà quý vị không chăm sóc, quý vị không có chịu đi khám nha sĩ thì cái cơ nguy quý vị bị bây giờ chảy máu nó chỉ là một dấu hiệu đầu tiên thôi, nhưng mà năm này qua năm nọ quý vị sẽ thấy rằng là từ từ quý vị sẽ bị mất xương. Mà khi quý vị bị mất xương đi nữa, nó sẽ ảnh hưởng tới cái stability, tức là cái ổn định của cái răng, cái sự chắc mà khi mà nó nằm ở trong cái ổ xương của cái răng. Tại ra khi quý vị bị mất nó đi rồi, nó không có còn cái support nữa, là quý vị từ từ quý vị sẽ bị mất cái răng đi, cho dù cái răng đó không có bị sâu gì hết. Về những ai thường mắc cái bệnh này thưa nhà sĩ? Dạ thưa chị, ai cũng có thể bị mắc cái bệnh này hết. Những người nào mà trên 30 tuổi, thường thống kê nó mới làm ra đó chị, thì nó cho thấy rằng là một trong hai người lớn là sẽ, cái đó là 50% rồi đó quý vị, là sẽ có bị bệnh nú nha quý vị nha, trên 30 tuổi. Mà khi mà làm thống kê cho những người trên 30 tuổi cho tới 65 tuổi đó, thì cái đó trở thành tới 70% rồi chị. Mà em mới vừa đọc một cái thông tin ở bên Việt Nam, là họ ta cũng làm nghiên cứu mà họ thấy rằng là khoảng 90% bị bệnh sâu răng và trên 75% là bị bệnh nú. Thì cái đó là bên Việt Nam mình, nhưng mà trên nước Mỹ thì giống như hồi nãy Hiếu có nói là một trong hai người lớn là sẽ bị bệnh nú rồi. Thành ra quý vị thấy đây là một cái xác suất rất là cao. Thành ra bất tất cả quý vị nào, hễ mà quý vị bị chảy máu răng, hoặc là quý vị thấy rằng là răng của mình hơi lung lay, hoặc quý vị thấy tại sao răng mình tự nhiên nó bị tuột nú quá nhiều, rồi khi mà quý vị đánh răng quý vị cũng thấy bị chảy máu răng và tự nhiên nó lại có cái mùi hôi, thì quý vị nên đi khám nha sĩ. Là bởi vì đó là một trong những cái dấu hiệu mà có thể rằng là cho quý vị biết rằng là quý vị đang bị bệnh nú. Nhưng mà đó cũng chỉ là vai đoạn đầu thôi đó quý vị. Chứ nếu mà quý vị bị mất xương, rồi chưa nói tới vấn đề quý vị có thể bị nhiễm trùng, rồi quý vị bị sưng, rồi quý vị bị tấy, bị viêm đỏ này nọ, mà quý vị sẽ thấy rằng là cái đó là một cái bệnh nú, giống như nãy Hiếu có nói đó, nó là cái bệnh nú nó không có những cái dấu hiệu đau đớn. Thành ra đôi khi quý vị hơi ỷ y, mình không có để ý tới nó. Chứ có rất là nhiều người khi mà đến tới văn phòng là nó đã là ở giai đoạn chót rồi quý vị, có nghĩa là giai đoạn trầm trọng hết mức rồi, có nghĩa là răng bắt đầu bị lung lay quá nhiều rồi. Những cái trường hợp đó là mình không còn giữ được mấy cái răng đó. Có nhiều người, nói thật với quý vị là có nhiều người khi mà đến tới văn phòng đó, đôi khi mình cũng phải cho họ biết rằng là những cái răng còn lại của họ không giữ được cái nào hết, là chị thấy tới mức đó. Dĩ nhiên rằng là có rất là nhiều người ở cái giai đoạn đó rồi, họ không muốn làm gì hết, họ muốn hold on, tức là họ muốn giữ lại những cái răng đó càng lâu càng tốt. Mà quý vị nên nhớ rằng khi quý vị trong cơ thể của mình mà quý vị cứ bị nú, bị sưng, bị nhiễm trùng như vậy thì từ từ nó có thể nó ảnh hưởng tới vấn đề tim mạch, rồi nó nhất là những phụ nữ đang mang thai, nếu mà trường hợp mà mình cứ bị bệnh nú như vậy thì đôi khi nó sẽ ảnh hưởng và nó làm cho mình bị sanh non. Sinh sớm. Dạ vâng, coi như là nếu mà tất cả quý vị nào đang nghe chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp, quý vị đều có thể bị mắc căn bệnh nú răng này, mà chúng ta nhiều khi chúng ta ỷ y và chúng ta bỏ qua những cái vụn vặt như vậy, tại chúng ta nghĩ rằng là răng thôi mà, đâu phải là cái gì đâu. Chừng nào mà cái gì trong cơ thể của chúng ta như là tim, phổi, gan thì chúng ta mới lo lắng, là chúng ta sợ nó bị ảnh hưởng, rồi chúng ta mới nghĩ đến là đi bác sĩ. Nhưng mà răng thì chúng ta nghĩ ok, maybe nó chỉ là làm chúng ta hơi đau một chút xíu, rồi gặp nha sĩ, rồi về nha sĩ khuyên chúng ta phải giữ gìn vệ sinh răng, hoặc là nếu mà nặng quá thì sẽ có những phương pháp chữa trị. Dạ thưa, rất là đúng đó quý vị. Đây là một trong những cái điều mà đôi khi đó có nhiều người khi mà vô thì Hiếu thấy rằng là bị nú rất là nặng, có nghĩa là những cái nú sưng đỏ lên hết, mà có nghĩa là Hiếu không khám được luôn, có nghĩa là mình không dám đụng đến, là bởi vì khi mình đụng đến là họ sẽ bị đau. Quý vị đừng có chờ tới cái giai đoạn đó, là bởi vì tới cái giai đoạn đó là nó quá
trễ rồi quý vị. Dĩ nhiên nó có những cái cách trị liệu, nhưng mà đôi khi những cái tình trạng nào mà nó cứ nặng quá đó quý vị, là mình không thể nào mình trị dứt được hết. Hiếu cứ ví dụ cái bệnh núi nó là như vậy, giống như là một con đường một chiều, là bởi vì một khi mà quý vị đã đi lên con đường đó rồi là quý vị không đi ngược trở lại được. Có nghĩa là khi mà quý vị bắt đầu bị bệnh núi rồi, quý vị sẽ bị viêm nha chu. Trước hết là Hiếu muốn cho quý vị biết rằng là viêm núi nó như thế nào, mà viêm nha chu cái khác biệt nó như thế nào. Tại vì tiếng Việt mình thì nó là như vậy. Hiếu nghĩ rằng là những người nào mà lớn tuổi từ Việt Nam qua thì có thể hiểu được cái chữ viêm nha chu. Thì giống như Hiếu có nói, viêm là bị sưng, bị tấy. Còn nha chu, nha thì là về răng, mà chu là chu vi. Thành ra nhiều khi mình nói viêm nha chu có nghĩa là bị viêm chung quanh cái chu vi của cái răng. Nhưng mà khi mà quý vị nên nhớ là như vậy, viêm nha chu á, nó khác với lại viêm nú. Viêm nú mình chỉ bị gingivitis thôi, có nghĩa là mình chỉ bị viêm chung quanh, là bởi vì nó bị dơ. Thật ra khi mà mình làm sạch cái chỗ đó thì quý vị sẽ hết. Mà viêm nha chu nó lại khác quý vị. Khi quý vị bị viêm nú mà quý vị không chăm sóc, từ từ lâu ngày mãn tính rồi, bắt đầu nó sẽ bị viêm nha chu, là quý vị bắt đầu từ từ bị mất xương. Mất xương là sẽ bị hủy hoại. Thành ra thế mà đã bị mất xương rồi thì nó sẽ không có trở lại nữa. Dạ, cảm ơn nha sĩ Hiếu rất là nhiều. Quý vị đừng rời màn ảnh của Net VTV, chúng tôi sẽ trở lại với cách điều trị như thế nào và tìm hiểu thật kỹ về thế nào là nha chu và thế nào là viêm nú. Ngọc Oanh cảm ơn quý vị rất nhiều, vẫn giữ màn ảnh của Net VTV. Và bây giờ thì Ngọc Oanh xin mời quý vị cùng trở lại chương trình Hàm Răng Khỏe, Nụ Cười Đẹp với nha sĩ Houston Hiếu Nguyễn. Thưa nha sĩ vừa đề cập đến hai căn bệnh, đó là căn bệnh nha chu và căn bệnh nướu răng. Thì để tìm hiểu rõ hơn về hai căn bệnh này thì mời nha sĩ chia sẻ thật là chi tiết để quý khán giả được biết rằng mình có phải mắc hai căn bệnh này hay không. Dạ thưa quý vị, bất cứ lúc nào mà khi mà quý vị floss, mà quý vị bị chảy máu, mà khi mà floss mà chảy máu không phải là tại quý vị đi quá sâu, quá mạnh mà nó bị chảy máu giống như là bị chấn thương. Mà có nghĩa là khi quý vị floss bình thường thôi mà quý vị bị chảy máu, hoặc là khi mà quý vị đánh răng, quý vị bị chảy máu, thì đó là dấu hiệu cho biết là quý vị đang bị viêm nú. Còn quý vị có bị viêm nha chu hay là không đó, thì quý vị phải có một cái điều kiện, có nghĩa là quý vị phải bị mất xương thì mình mới gọi là viêm nha chu. Nha quý vị nha. Tại ra khi mà quý vị bị viêm mà viêm nú thôi đó, mình có thể mình làm sạch được, mình có thể mình ngăn ngừa được. Nhưng mà khi mà quý vị đã bị viêm nha chu rồi và quý vị đã bị mất xương rồi đó, thì cái đó nó cần một cái cách điều trị. Thường là nó có nhiều cái cách điều trị, nhưng mà cái người nha sĩ sẽ cho mình biết cái cách điều trị đầu tiên lúc nào cũng vậy hết. Có thể là quý vị cũng đã có làm rồi, đó là cái deep clean. Deep clean là cái từ chung chung thôi, chứ thật sự là trong cái từ của chuyên môn của nha khoa đó thì nó gọi là scaling root planing. Scaling có nghĩa là nó làm sạch những cái chung quanh cái chỗ đó và nó làm sạch cái chân răng của quý vị. Để mà thí dụ khi mà quý vị bị một cái bợn dơ hoặc là nó bám chung quanh cái cổ răng thôi mà nó bị viêm lên thì mình gọi là viêm nú thôi. Cái đó mình chỉ cần đi vô mình làm sạch mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng gì đó, mình làm sạch cái chỗ đó thì quý vị về quý vị sẽ không có còn bị nữa. Và chắc chắn là dĩ nhiên là quý vị phải vẫn tiếp tục là một ngày đánh răng 2 lần, rồi quý vị phải floss, coi như là mỗi lần quý vị buổi tối ít nhất là quý vị phải floss một lần. Thì quý vị không thể nào bị chảy máu răng hoặc là khi mà quý vị floss hoặc đánh răng. Hiếu nhắc lại một lần nữa là như vậy. Nếu mà cái nú của quý vị khỏe đó là quý vị không được thấy chảy máu. Cho dù quý vị floss cũng vậy, quý vị đánh răng cũng vậy, quý vị không được bị chảy máu. Nếu quý vị bị chảy máu có nghĩa là quý vị bị viêm nú và cái chỗ đó. Chỉ cần nếu mà quý vị bị viêm nú trong cái khu vực đó, quý vị cố gắng floss liên tục 2-3 ngày thì nó sẽ hết. Có nhiều người nghĩ rằng là ồ nó chảy máu rồi thôi mình đừng có đụng tới nó vài ngày nữa hết rồi mình phải làm. Đúng rồi. Dạ thưa quý vị không, nếu mà quý vị không floss càng ngày nó càng tệ. Quý vị nhớ nha, khi mà quý vị thấy nó hơi chảy máu một tí, bây giờ quý vị có thể thí nghiệm là như vậy. Về không floss 2-3 ngày, rồi sau đó quý vị floss lại, Hiếu bảo đảm chắc chắn là quý vị sẽ thấy chỗ đó bị chảy máu. Và khi mà quý vị floss liên tục 2-3 ngày, quý vị đánh răng, quý vị floss bình thường, nó sẽ hết. Là bởi vì khi mình giữ sạch cái chỗ đó rồi, cái nú của mình nó khỏe lại rồi thì nó sẽ không có chảy máu. Tại ra Hiếu lúc nào cũng nói với bệnh nhân là như vậy. Hễ mà quý vị thấy quý vị bị chảy máu, hoặc quý vị bị đánh răng thấy chảy máu, hoặc là floss mà cứ đụng tới là bị chảy máu, là quý vị nên trở lại người nha sĩ để họ xem cho quý vị.
nha. Có thể rằng là tại vì mình bị cao răng và bôi răng nó bị nhét ở dưới cái núi của mình mà mình không biết, hoặc là mình ăn mình dính có cái gì nó dính bên dưới rồi sao mình cũng không biết được. Thành ra nếu mà cái chỗ đó nó dơ thì dĩ nhiên Hiếu nói ở đây là cái chung, nhưng mà nhiều khi mình phải chụp x-ray lên mình mới biết được rằng là mình có bị viêm nha chu hay là không, là bởi vì mình phải đo cái núi coi chung quanh mình có bị túi răng hay là không. Khi mà Hiếu nói tới túi răng, có nhiều người nói túi răng là sao, thì túi răng có nghĩa là như vậy. Thường chung quanh cái núi của quý vị đó thì rất tiếc là không có hình ảnh để cho quý vị xem, nhưng mà Hiếu sẽ xem, để nếu mà có hình ảnh Hiếu sẽ gửi đến cho chị Oanh. Thì thường khi mà quý vị có cái túi răng chung quanh thì quý vị có khoảng từ 1 cho tới 3 mm, là cái chỗ đó là giống như là cái free space, có nghĩa là cái chỗ đó là một cái khoảng trống. Thành ra khi mà quý vị floss á, quý vị phải đi xuống khoảng 1 cho tới 3 mm ở dưới núi nha quý vị nha, chứ không phải là quý vị đi xuống rồi quý vị đi lên vậy quý vị nghĩ là nó sạch. Dạ thưa không, có thể là nó quý vị sẽ ngừa được cái sâu răng giữa hai cái răng, là bởi vì cái chỗ mà hai cái răng nó dính lại với nhau, quý vị đi xuống rồi quý vị đi lên thì cái chỗ đó có thể nó sạch, nhưng mà quý vị sẽ tiếp tục bị bệnh nấu. Là tại sao? Là bởi vì quý vị không có đi xuống ngay cái chỗ cái chân răng của mình để mà mình làm sạch. Tại cái điều này rất là quan trọng, tại rất là nhiều người không có biết. Nhiều người nói là một ngày tôi cũng floss 2 lần, mà tại sao tôi đánh răng tôi cứ bị chảy máu răng ngoài, hoặc là thỉnh thoảng họ hơi vô ý họ đi xuống núng chút xíu là bị chảy máu. Thì cái đó cho quý vị biết là quý vị đang bị viêm núng. Nhưng mà còn có bị viêm nha chu hay không đó, mình phải chụp x-ray lên, mình coi quý vị có bị mất xương không, thì lúc đó mình có thể mình phán được rằng là quý vị bị nha chu hay là quý vị không có bị nha chu. Vậy là coi như là bệnh nú răng là khởi điểm của bệnh nha chu. Dạ thưa đúng. Dạ, coi như là nếu mà quý vị nào mà thấy mà chúng ta đã bị bệnh nú răng với những cái điều mà nha sĩ vừa chia sẻ, là quý vị thấy là quý vị floss răng bị chảy máu hay đánh răng bị chảy máu, Ngọc Oanh cũng phải coi lại. Dạ vâng, và Ngọc Oanh tin chắc là những quý vị đang ngồi nghe chắc chắn là quý vị cũng sẽ bị đó, thưa quý vị, mà chúng ta không biết. Thì đây, nhân đây cái chương trình Hàm Răng Khỏe Nụ Cười Đẹp với nha sĩ Hiếu Nguyễn đã đem đến cho chúng ta một cái điều rất là quan trọng để chúng ta sực nhớ lại. Có nhiều khi chúng ta bận rộn cuộc sống với chúng ta đâu có để ý đâu, rồi chúng ta cứ nghĩ chúng ta đánh răng như vậy là đủ rồi. Nhưng mà đây là một cái điều mà chúng tôi remind quý vị. Nếu quý vị nào mà quên đi cái răng của quý vị cứ nghĩ răng tôi đẹp rồi, răng tôi trắng rồi, chắc là nó khỏe, chưa chắc đâu thưa quý vị. Nếu quý vị thấy một trong những biểu hiện như nha sĩ nói, quý vị phải đi khám nha sĩ và để nha sĩ cho quý vị biết là quý vị bị viêm nú đến mức nào. Và khi một khi đã bị nha chu rồi, quý vị thấy là rất là nguy hiểm, thì cái nha chu nó nguy hiểm như thế nào, đến mức như thế nào thì mời nha sĩ chia sẻ. Dạ thưa quý vị, bất cứ lúc nào cũng vậy hết, khi mà mình bị viêm nha chu đó thì mình phải coi cái extent của nó, tức là cái mức độ trầm trọng của nó ở đâu. Là bởi vì quý vị biết rằng là khi mà mới vừa bị thôi, mình chỉ nhướng bị nha chu thôi thì rất là dễ trị liệu. Giống như Hiếu có nói, quý vị cứ floss nha, và quý vị đánh răng ngày 2 lần và quý vị floss thì quý vị sẽ không thể nào mà quý vị bị viêm nha chu hoặc là quý vị bị bình nú được. Cái đó là chắc chắn là như vậy, là cái này là từ kinh nghiệm bản thân, và cái đó chắc chắn quý vị không bị, ngoại trừ quý vị đánh răng không đúng cách nè, quý vị floss cũng không đúng cách nè, thì có thể quý vị sẽ bị thôi. Nhưng mà cái đó chỉ là những dấu hiệu, có nghĩa là quý vị chỉ bị chảy máu thôi, thì cái đó là mình rất là dễ dàng trị liệu. Mà khi mà mình đã để cho nó năm này qua năm nọ, mình không đi nha sĩ, mình cũng không đi khám, mà nói cái này thì đôi khi cũng không có công bằng cho một số người bệnh nhân là như vậy. Đôi khi có rất là nhiều bệnh nhân khi mà đến với văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio, quý vị đến nghĩ rằng là mình không bị gì hết, nhưng mà khi chụp hình lên, x-ray lên, quý vị bị mất xương rất là nhiều nè, quý vị bị bôi răng rồi cao răng rồi nó dính nè, rồi quý vị đụng đâu là quý vị bị chảy máu đó. Nhưng quý vị nói rằng là về nhà quý vị đánh răng, quý vị floss, quý vị không có bị chảy máu, nói thật với quý vị cái đó Hiếu không tin. nhưng mà lúc đó thì thật sự thì Hiếu sẽ không nói gì hết, là bởi vì nói thật với quý vị là như vậy, quý vị bị viêm nha chu, quý vị đánh răng quý vị sẽ bị chảy máu. Mà nếu mà quý vị răng quý vị mà Hiếu chụp hình x-ray lên mà Hiếu thấy quý vị có vôi răng ở dưới cái núi răng, chắc chắn quý vị sẽ bị chảy máu, không thể nào quý vị không bị chảy máu được. Cũng giống như có những trường hợp chứ, nhìn vô cái hàm răng mà Hiếu thấy rất là nhiều bợn dơ, rất là nhiều vôi răng, cao răng nó bám, mà người bệnh nhân thì lại nói rằng là một ngày đánh răng 3 lần, thì cái đó Hiếu nghĩ là có thể là đánh răng không có đúng cách. Dạ vâng. Chứ nếu mà đánh răng quý vị đánh răng đúng cách thì răng quý vị không thể nào dơ tới mức đó được. Bây giờ trở lại cái phần trị liệu nữa chị. Khi mà quý vị bị bệnh nha chu, mình phải coi cái mức độ, cái trầm trọng nó nằm ở đâu. Nếu mà quý vị bị mất xương, nhưng mà miễn quý vị đừng mất xương chung quanh cái chân răng. Có nghĩa là nó có 2 loại mất xương.
một loại nó gọi là vertical, tức là loại quý vị bị mất xương, có nghĩa là cái răng của quý vị xương chung quanh nó đều tốt hết mà chỉ có một mé tự nhiên nó bị lõm xuống, quý vị bị mất một cái lỗ xương, nó bị khuyết rồi. Dạ đúng rồi, chỗ đó nó chỉ tự thường á, mà nếu mình gặp những trường hợp đó là thường một là cái chỗ đó quý vị có một cái mẩu răng, và khi mà cái mẩu răng, cái crown đó quý vị, mà cái người nha sĩ đặt vô nó không có được khít khao, nó hơi bị hở ngay cái chỗ đó, với thời gian này nọ quý vị cứ bị dơ ngay cái chỗ đó, nó cứ bị constantly, lúc nào nó cũng bị viêm cái chỗ đó hết, rồi từ từ cái chỗ đó bắt đầu quý vị bị vôi rồi nó lan xuống bên dưới, quý vị từ từ sẽ bị mất xương ngay chỗ cái mé đó. Thường cái đó mình gọi là vertical defect, có nghĩa rằng là quý vị bị trường hợp quý vị bị xương mất nhưng mà chỉ bị mất ở một mé thôi. Trường hợp đó mình ghép xương vô thì nó rất thành công, rất là tốt nha quý vị nha. Nhưng mà nếu mà quý vị bị mất xương chung quanh hết cả chân răng thì nó gọi là horizontal bone loss, thì cái đó gần như là không có trị được, có nghĩa là không ghép xương được. Mình cũng có thể mình trị liệu được nó, mà cái cách trị liệu nó lại khác. Thì bây giờ giống như trường hợp nha, quý vị nếu mà quý vị bị mất xương thì dĩ nhiên khi quý vị bị mất xương, khi mà Hiếu đo đó thì hồi nãy Hiếu có nói rằng là thường nó bình thường nó là từ 1 mm cho tới 3 mm, mà khi mà Hiếu đo vào chỗ đó mà quý vị bị mất xương, Hiếu có thể đọc được nó là 6 mm, 7 mm, có nhiều người Hiếu khi mà đo xuống nó tới 9 mm, 12 mm luôn quý vị. Có nghĩa là chỉ cần đè vào chỗ đó thôi là mình thấy mủ nó chảy ra. Thật ra những cái trường hợp đó là thường á ghép xương không có thành công nha quý vị nha, mà thường những cái đó là mình phải kết hợp vừa ghép xương mà đồng thời mình cũng phải hạ cái núi nó xuống để mình giữ cái mức độ cái túi răng á nó đừng có quá 5 mm. Dạ vâng, nghe nha sĩ nói Ngọc Oanh thấy ghê quá, tại vì cứ nghĩ rằng là hàm răng của chúng ta đơn giản là chỉ bị sâu thôi, nghĩa là chúng ta không giữ gìn vệ sinh răng miệng kỹ là chúng ta bị sâu, thì sâu chúng ta được trám, còn nếu mà nặng quá thì chúng ta phải mất cái răng đó là bởi vì chúng ta không chịu giữ gìn thôi, chứ không nghĩ là cái nếu nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe của hàm răng của chúng ta như vậy. Do đó nên Ngọc Oanh nghĩ rằng là để mà biết thêm về những cái chi tiết như vậy, quý vị có thể theo dõi chương trình Hàm Răng Khỏe, Nụ Cười Đẹp và giới thiệu cho tất cả người thân yêu của quý vị cùng xem để mình có được những cái kiến thức và để cho chúng ta remind chúng ta là ồ, trước đây chúng ta quên nó thì bây giờ chúng ta phải giữ gìn nó, bởi vì cái răng của chúng ta rất là quý thưa quý vị. Chúng ta có tiền, chúng ta có thể mua được bất kỳ mọi thứ trên thế giới này, nhưng mà những cái gì như là sức khỏe và đặc biệt là cái răng mà nó đã mất đi rồi thì chúng ta phải làm răng mới, mà răng mới thì dĩ nhiên không bằng cái gì răng thật, phải không thưa quý vị. Ngọc Oanh cảm ơn nha sĩ Hiếu rất là nhiều đã chia sẻ về cái căn bệnh nướu răng và bệnh nha chu. Có nhiều thông tin mà Ngọc Oanh tin chắc cả Ngọc Oanh và quý đồng hương rất là quan tâm, nhưng mà phải đợi những show sau để mà chúng ta cùng chia sẻ và giúp cho quý đồng hương tìm hiểu nhiều hơn. Cảm ơn nha sĩ Hiếu và cảm ơn quý khán giả. Ngọc Oanh mong rằng chương trình này sẽ đem đến quý vị hàm răng khỏe và nụ cười đẹp. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những talk show lần sau. Nụ cười biểu hiện lên tất cả tâm trạng, sức khỏe và tài chính của quý vị. Để có nụ cười đẹp, tràn đầy tự tin, sức khỏe và thành công trong cuộc sống, xin mời quý vị đến với văn phòng nha khoa Majestic Dental Studio do cựu thiếu tá nha sĩ không quân Hoa Kỳ Houston Hiếu Nguyễn điều hành. Phòng mạch rộng hơn 3.000 square feet, sang trọng, lịch sự, thoải mái, trang thiết bị hiện đại, sử dụng vật liệu chất lượng cao với kỹ thuật tân tiến cho nha khoa thẩm mỹ. Bảo đảm vệ sinh an toàn tuyệt đối, bệnh nhân được điều trị đúng với lương tâm chức nghiệp, nhẹ nhàng, tận tâm và khéo léo. Đặc biệt có chương trình hội viên dành riêng cho quý vị không có bảo hiểm nha khoa. Hội viên được giảm từ 25-75% trên nhiều thủ thuật nha khoa thẩm mỹ, niềng răng và implant. Địa chỉ 1654 Capital Expressway, San Jose, kế bên Phở Ý. Văn phòng mở cửa từ thứ 3 đến thứ 7, 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại 408-238-1806, 408-238-1806. Majestic Dental Studio kính mời.